tới đây lúc đó tới giờ ở cứ lấy gậy lộn hoài ở không được, nặng nó đá vô ba sườn đụng em với mặt mày em bầm tím hết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị là hình ảnh một cô gái chỉ vừa tròn mới 25 tuổi. Thời gian vừa qua thì sống với chồng mình không hạnh phúc. Và cô có điện cho Bùi Hồ để mà nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ và để hiểu thêm về hoàn cảnh của cô gái này. Mời cô bác quý anh chị cùng nghe em tâm sự ha. Cái hoàn cảnh của mình sao em nói cho anh với lại cô bác quý anh chị biết với. Em đang nuôi hai đứa con nhỏ, giờ em kiếm việc làm mà cũng không có. Giờ bé không có sữa, không có tã, như là không có tiền đóng tiền phòng trọ. Giờ kiếm cái gì cũng khó, em kiếm quẩy không được. Hôm giờ em đi bán vé số rồi ăn qua ngày. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 26 tuổi. 26 tuổi. Rồi chồng em đâu? Rồi chồng em thì đang nhậu vô xong rồi cái về nhà kiếm chuyện đánh đập em. Rồi giờ là nó có đi về bên nhà nó ở, nó không ở đây với em nữa. Em với chồng em là cưới nhau lâu chưa? Em chồng sau này em chỉ là đám nhỏ nhỏ thôi chứ chưa không có đám cưới. Vậy là em hai đời chồng? Dạ, chồng trước thì em có đám cưới đàng hoàng, chồng sau này em chỉ đám nhỏ nhỏ ở. Có kết hôn không? Dạ không, không có kết hôn. Em ở với chồng sau có được có bé? Dạ, bé nhỏ này. Chồng trước là bé lớn? Dạ, chồng trước là bé lớn. Em lấy chồng hồi năm bao nhiêu tuổi hả? Dạ, 2017, năm em 19 tuổi. 19 tuổi. Dạ. Rồi bao lâu thì hai vợ chồng chia tay rồi? Dạ, năm 2020. 3 năm? Dạ, 3 năm. Rồi, lý do là sao chia tay? Dạ, tại hai chồng sống không hạnh phúc. Không hạnh phúc? Dạ. Chồng em rồi làm hồ là không có dư giả nữa rồi sống không mình hút rồi cái nó cũng bỏ đi chồng bỏ trước đi ngang vậy. Chồng trước cũng bỏ đi luôn. Dạ. Hai đứa bé gái hết hả? Dạ gái hết. Hai đứa gái hết. Đứa lớn là bao nhiêu tuổi? Dạ đứa lớn là con ngon con ngồi đi. Đi đứa lớn là 6 tuổi, bé đó là mới hơn tuổi rưỡi. Bé này mới có 1 tuổi rưỡi hả? Dạ. À, bé này 6 tuổi tên dạ. Gì ta? Dạ Ngọc Trâm, bé đó là Phương Trinh. Có được đi học gì không? Dạ đi học là dì hai nó lo phụ chứ em không có tiền đóng. Dì hai lo phụ? Dạ dì hai cho tiền. Dì hai ở gần đây không? Dạ ở ngoài khóm năm ở ngoài này chút xíu nè. Cái chồng sau này lý do là sao đánh em? Nó ăn nhậu vậy kiếm chuyện rồi nó ghen á. Dạ. Ủa em ở nhà không mà làm gì ghen? Dạ em ở nhà không nó mở ghen tới ghen lui đánh đập em hoài. Có trận nào đánh dữ không? Dạ có lần ở ngoài nhà nó đuổi em nửa đêm nó đuổi ba hai mẹ con đi ra đường không cho ở nửa đi con gái em đi với mẹ nè đâu được đi em thôi em tìm con rồi đánh đuổi sao nửa đêm sao nó anh em dạ nó đuổi rồi nó lấy dao nó gượt nó chém gượt chém hả? Dạ đòi chém mẹ em luôn rồi vô kiếm mẹ em chém trời dạ nó nổi thông kia cái nó cũng đâu có chạy vô đâu nó đi chỗ khác. Dạ. Rồi vô tới đây lúc đó tới giờ ở cứ lấy gậy lộn hoài ở không được. Cứ hai ba ngày gậy lộn. Lúc mà gượt chém người mấy bé có phản ứng gì không? Dạ mấy đứa này không ở chung với em, có bé nhỏ hay bé lớn thì ở bà ngoại nữa. Giờ bà ngoại nó giữ thù. Sao này mới dọn ra ngoài này ở? Dạ không, tại bữa nay em rước đi chơi chứ ở bà ngoại nó có bé nhỏ ở chung với em nè. Lúc trước em ở chung với nhà chồng em ở với nhà chồng dạ, của dạ, em luôn. Dạ, ở Khánh Mương nhà máy, Khánh Mương nhà máy. Rồi nó đuổi em vô đây rồi nó theo năn nỉ em vô đây ở chung với em. Từ vô đây được mấy tháng rồi? Dạ, hồi lúc chưa Tết tới giờ. Vô đây bị quánh hết mấy lần nữa hả? Dạ, nhiều lần lắm. Dạ, nó chuyện khi... với nó rồi nó giơ tay nó quánh. Nó nhậu xỉn gì cái nó đánh em. À, mỗi khi chồng em nhậu xỉn vô mới đánh, còn bình thường có đánh không? Chắc không. Thường thì nó cũng có kiếm chuyện nói này nói kia rồi đi nhậu rồi xong về rồi cũng nói này nói kia mới ghen em. Chồng em làm cái công việc gì? Dạ nó đi gánh cá. Thường là quánh em bằng những cái đánh tay không? Đánh tay. Có
mấy lần nó đá vô ba sườn đủ em, mặt mày em bầm tím hết. Rồi sau đó em quyết định em bỏ luôn. Dạ. Em đuổi đi hay chồng em tự đi? Dạ nó tự đi, tại vô mấy lần trước nó vô năn nỉ em hai ba lần em không chịu. Ừ. Dạ. Rồi giờ nó đi luôn cả nay cũng ba tuần. Rồi con nó giờ cũng không có món hàng tới, không vô thăm nuôi. Nhà này là nhà trọ này là mình mướn tháng nhiêu ta? Dạ 500. 500. Dạ điện nước là 700 đạo lại. À. Dạ. Em hàng ngày thì em bán bao nhiêu tờ vé số? Dạ em khi em lãnh 50, có khi em lãnh 100 em bán. Tại sáng em chở bé đi chút xíu rồi cái bà ngoại rảnh cái em đưa cho bà ngoại cái em đi bán phụ nữa. Ở nhà nhà ngoại em mẹ em cũng gần ở đây luôn. Dạ mẹ em giữ cháu của chị hai ở ngoài này nè. Giữ con của chị hai. À. Dạ. Giữ bé này là hai bé. Em mấy chị em ruột? Dạ có hai chị em. Em lột, khi là chị hai. Mới có 26 hả? Dạ 26. 26 tuổi mà hết hai đời chồng mà. Tại lúc trước em cũng làm khổ mẹ quá. Làm khổ sao? Tại lúc trước đi ăn chơi quá. Ăn chơi hả? Ăn chơi sao cả đi chơi giấc khuya đồ này kia rồi khi dính tới thằng chồng trước thì xong cái thằng này em cũng bị lỡ dính cái giờ cái lòi thêm bé nhỏ nữa. Vậy là có thời gian lúc con gái là ăn chơi quậy quọ? Quậy không có quậy lắm, lại cứ đi ban chơi ban đêm đồ. Ừ. Dạ. Em lau nước mũi đi. Dạ. Ngày sau ăn chơi thấy quậy bây giờ giống như trả lại hả vậy? Chờ trả báo. Dạ, yeah, quậy sao? Kể anh nghe quá. Quậy không có như là không có chết gì hết. Tại em đi chơi khuya về đó. Đi chơi rồi tới sáng rồi mới về. Đi chơi tới sáng mới về? Dạ. Yeah. Trời. Không, dần có một tháng, tháng mấy rồi mẹ la quá rồi. Mẹ nhốt em nhà, không cho em đi nữa. Nhốt luôn? Dạ. Yeah. Rồi xong từ đó thì em vô công ty em làm. Rồi làm rồi mới lấy được ba của bé này nè. Thì hai chồng thôi làm ăn. Đi chơi vậy là mấy năm? Dạ, 2-3 tháng rồi. 2-3 tháng rồi. Dạ. Sau đó lấy chồng luôn? Dạ. Đi chơi mẹ lo là quá trời đúng dạ, không? Dạ, rồi dính đầu bé này nè. Dính đầu bé rồi ba bé rồi qua khỏi cưới em. Ừ. Bây giờ là ngày là mình bán với số là được 100 hoặc là 50 hả? Dạ. Thì lợi được khoảng hơn 100 ngàn? Dạ, 100 ngàn, 100 tờ là 100 ngàn. À. Dạ. Mẹ ăn uống mình sao? Dạ ăn uống thì có mẹ, lâu lâu mẹ cho đồ ăn đem vô ăn. Mẹ con. Vậy lại mấy chị ở đây mua cháo này kia cho bé nhỏ nó ăn. Sao mình không vô ở với mẹ mình? Dạ tại mẹ không có nhà, với lại chị em với chị hai cũng không có thuận. Dạ tại nhà là nhà của anh rể, ở chung không có được. Mẹ không có nhà, ngày xưa giờ nhà mình không có nhà luôn dạ, hay sao? Dạ không có nhà luôn. Hồi đó là em với chị hai với mẹ là sống sao? Sống ké trên nhà bà ngoại, ở trên đường lộ trên này, ở dưới sàn, cắt ở dưới sàn ở đỡ. Rồi tại đó giờ em với mẹ cũng đi làm cho Sài Gòn mười mấy năm rồi. Rồi mới sạch em bé mới về đây, mới về năm 2021. Tại đó ở Sài Gòn nhà trọ em đi làm chảnh. Ồ lúc đó em chưa được 18 tuổi sao đi làm? Dạ em làm tư ở ngoài. Em làm cái gì? Em may. Mày với lại đi cắt chỉ rồi. Vậy là làm mười mấy năm? Dạ, mẹ em thì bán vé xe ở bến xe miền Tây. Bán vé xe Chợ Đen đó hả? Bán vé xe ở bến xe miền Tây à, mình đó. À. Dạ. Mình làm nhân viên mà. Dạ đúng rồi, nhân viên bán vé. Nhân viên nhà xe. Dạ. Đi đâu nữa? Phải chảnh không chịu chảnh. Rồi vô chảnh thì chảnh cái gì bất ngờ này. Rồi hôm nay mình có đi bán vé số không? Dạ có, hai ba ngày nay em có bán nhưng mà bé nó bị sốt rồi em nghỉ. Ngày mai em định đi bán lại. Ừ. Mai định đi bán lại. Rồi vốn đó là ở đâu mình có ta? Dạ em lấy phiếu của người ta cho lấy phiếu á. Mình bán xong tiền lời mình lấy tiền vốn mình đưa lại cho người ta. À. Dạ. Rồi không có bán số gì rồi tiền đâu ăn mỗi ngày chi phí sinh hoạt, tiền sữa cho hai bé rồi sao? Dạ, bé thì nó không uống sữa, nó chỉ ăn có mấy chị ở vòng vòng đi mua cháo rồi cho nó ăn. Con gái lớn là tên Trâm hả? Dạ Ngọc Trâm. Trâm. Con mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Con 6 tuổi. Ba con đâu?
Ba không bỏ. Ba không bỏ rồi. Không nhớ ba không? Ba bỏ đi lâu chưa? Lâu rồi hả? Dạ lâu rồi, nói. Rồi sáng nay nhà con cơm gì? Hả? Không trả lời. Nói ăn cơm với hụt vịt. Nói đi. Trả lời chú. Chú hỏi trả lời đi. Để có ăn cơm với hụt vịt. Ăn cơm hụt vịt hả? Dạ. Rồi có sữa gì uống không? Dạ sữa thì ở ngoài chị hai nó. Tại nó ở ngoài á. Tại anh em rước nó đi chơi thôi. Ở ngoài thì chị hai nó lo. Rồi sao em muốn khóc? Sáng nay em ăn cơm gì? Dạ, mẹ em đưa mấy con cá vô em ăn. Em đang mất tích gì mà em khóc? Mấy tội nghiệp của hai đứa con em. Tội nghiệp nó không có ba hay sao? Dạ, đứa nào cũng có ba. Toàn là khổ. Toàn là khổ không à? Mình gặp chồng trước cũng bị quánh giống vậy ha. Không, chồng trước em thì không có. Sao mình chia tay? Dạ, tại cuộc sống không hạnh phúc. Anh thấy đi làm mà không có dư giả gì á. Rồi nó đi. Nó ở trong đó rồi. Nó túng thiếu, cũng ăn chơi nữa. Rồi nó cũng đi, bảo đi. Đi không nói luôn. Chia tay chồng trước mấy tháng thì em gặp chồng sau này? Dạ khoảng một năm. Khoảng một năm hả? Tối là ba mẹ con ngủ đây thôi. Dạ hai mẹ con, hai mẹ con. Thì em đưa về ngoài. Rồi hàng ngày chi phí sinh hoạt của em là hết bao nhiêu tiền? Dạ em có nhiều mà nhiều không có thì em mua mì gói em ăn. Mua mì gói ăn? Với lại ở ngoài mẹ đồ cho gì vô em lấy em ăn chứ em cũng không có tiền mua. Bé còn muốn sữa mẹ không? Bé dạ, nhỏ còn hả? Dạ. Thời gian sắp tới rồi làm sao để cho lo các bé đi học? Em cũng phải bán nhím nhím để cho lo cho bé đi học. Bây giờ cũng khổ không có tiền nữa. Em nói là mình ở đây được Từ lúc chưa Tết tới giờ. Sao 3 tháng rồi? Người thấy ra ngoài đường thấy là mình ẵm con mình chạy ngoài đường rồi mưa gió vậy rồi thấy tội dữ không? Tội cho bé không? Dạ tội. Nắng nôi, bệnh hoạn, không tiền muốn uống. Có khi nào mình gặp khó khăn nhất không? Dạ có, là thời gian này giờ mẹ con không có tiền mua này mua kia ăn. Phải nhờ người ta mua. Nhờ người ta mua? Dạ. Không có tiền mua tã, mua sữa cho bé. Tã sữa là hết nhiêu? Dạ tã chừng 200 mấy nè. Rồi bé nó ít uống sữa. Mua sữa mà rồi sữa hộp cho bé nó uống, không chịu uống. Không chịu uống? Dạ. Nó chỉ ăn. Chỉ ăn? Nó ăn đồ ăn vặt thôi, ăn cháo thôi dạ, hả? Dạ ăn cháo. Ở đây thì những cái dách tường này bằng tôn, chắc lúc hai chồng em ở đây cự cãi, chắc hàng sớm mấy người cặp dách này người ta cũng biết. Dạ nghe hết. Lớn thường thường cứ mỗi lần cự lộn nó lộn lớn. Dạ cũng lớn. Tại nó hung dữ lắm. Ở đây chị nghe, biết không dạ. Chị? Ở dạ, đây chị biết không? Tôi đầu được nó còn nghe nó. Chị dạ. Thôi không lượn được, không khỏi mặt nữa. Nghe hết hả? Nghe cho anh này, lộn nghe cho anh này. Dạ. Mà nghe tiếng thằng kia la như vậy. Những trận nào mà em bị đòn roi nặng nhất? Dạ mới đây nó đập đầu em vô huyết á. Đập đầu em vô huyết luôn hả? Dạ đập em mấy cái thì huyết nó cứng á, đập vô đó. Có ai can ngăn gì được không? Dạ có mấy chị lợi can rồi nó thách đồ nó bỏ đi. Đập đầu vô huyết hả? Dạ. Sao mà phải dữ như vậy? Nó bự con em đánh không có lợi chứ lại đỡ em, không em, đỡ nổi. Em đánh không có lợi là sao? Là em đánh lại luôn? Dạ. Nhưng mà đánh là không lại nó, đánh được có mấy cái rồi, tại nó bự con vậy, nó dọng ở đây, đưa em vô đây, nó quăng vô. Bây giờ trên mình có vết thương nào không? Dạ không, từ lúc nó đi tới giờ, tại lúc đó là nó đập đầu em thôi chứ không có đánh mình mẩy em. Tàu có nguy hiểm chứ?
em chỉ đau với vệ sinh thôi, mấy ngày sau thì nó hết. Tại tôi nó hơi bị cứng. Tim tôi hơi bị cứng, không chấn thương sọ não là may mắn đó. Quá gầy luôn rồi. Mới 26 tuổi là tuổi của con gái đang... tuổi dần, thật, sinh 98. Thật ra thì có nhiều người thì chưa có gia đình nữa, bây giờ là hai vợ chồng, hai đứa con rồi. Rồi thời gian sắp tới là dự định em làm cái gì để mà lo cho các bé? Dạ, em có nộp hồ sơ xin vô công ty nhưng mà phải đợi. Đợi cũng 2-3 tháng người ta mới gọi mình vô. Xin vô công ty làm cái gì? Dạ em làm phụ, trong chổng người ta có phụ gì mình vô mình làm. Tại em không biết may. Em biết chữ không? Dạ biết. Em ngày xưa học lớp mấy làm gì? Dạ hết lớp 9. Con em nhỏ quá sao đi làm công ty được? Dạ em gửi cho bà ngoại. Hoặc là em gửi nhà trẻ. Tại một ngày nó có 50 ngàn thôi. 50 ngàn tháng 1 triệu rưỡi à? Tiền nhà trọ, tiền phòng nó 2 triệu rưỡi một tháng, em làm được bao nhiêu mà đấy em lo cho hai đứa con em được? Em cũng phải nhín ra chứ, giờ hoàn cảnh như vậy em cũng phải gán gỡ theo cô đi làm. Có bao giờ em muốn chồng em quay trở lại không? Dạ không. Sao vậy? Cũng có người nuôi phụ mình mà. Em nuôi nhưng mà nó làm có khi làm 2-3 ngày nghỉ là từng được. Đúng, đâu có dư đâu. Thì lại ở lâu lâu 2-3 bữa cái cự lộn anh lộn mở nổi trong nhầm bên dưới đi bây giờ nhìn nhịn nhiều dữ lắm. Nhìn nhiều dữ lắm hả? Dạ, nhịn đàn em nội chi chuyện ấy mà cũng kiếm chuyện em hoài vậy. Ở đâu có được đâu. Em sống với chồng sao em được mấy năm? Dạ cũng được 2 năm mấy. Mà bao nhiêu trận đòn? Dạ cũng 5-6 trận rồi. Nhịn nhiều dữ lắm chứ không ấy là cũng... Dạ, cũng ngày nào cũng có lộn cực lộn á. Tại em im cho yên chuyện mà nó cứ theo cái chuyện hoài. Chồng em bao nhiêu tuổi? Dạ nó mới có 20-21 à. Chồng sao em hả? Dạ. Nó còn con trai. Nó còn con trai. Tánh nó cũng như nít. Dạ hả? Trẻ. Sao mà không chịu lấy chồng lớn tuổi hơn mình để lo cho mình mà lấy chồng nhỏ xíu tuổi vậy? Tại lúc quen lỡ có bầu bé này nữa. Đó, lỡ lần nào cũng lỡ đó vậy. Nguyên thiếu cũng lỡ. Sao mình phải giữ mình chứ lần nào cũng lỡ trơn rồi. Tuổi mình còn quá trẻ mà. Có bao giờ em nghĩ rằng là khi mà không có công ăn việc làm ổn định thì mình đẻ con ra ai nuôi không? Thì là sẽ nuôi như thế nào không? Em không nghĩ tới. Rồi ví dụ như là không có bà ngoại rồi bé Trâm đó rồi đến tuổi đi học rồi tiền đâu lo đi học. Nói thiệt chứ trong xóm trọ này cũng có nhiều đứa có đi học đâu. Dạ. 8 tuổi luôn ở nhà thôi. Là có nghĩa là do là em lỡ có con rồi lỡ có chồng. Và hai lần lỡ như vậy rồi. Lần thứ nhất là lỡ có bầu rồi lỡ có rồi thành thử là có chồng. Dạ. Khi mới 18 tuổi. Lần thứ hai là lỡ quen ba bé nhỏ này cái có bầu rồi nữa cái thành lỡ ở chung thành thử chút xíu là lỡ đầu nữa luôn đó. Trời ơi, em phải nghĩ lại, mình còn rất trẻ, mình không có công ăn việc làm ổn định thì cái việc mà có con nó mình không phải con trẻ con bây giờ nó giống như ngày xưa. Sanh ra là trừ sinh voi sinh cỏ, không có cái chuyện đó. Bây giờ trẻ con nó lớn lên là nó phải được nuôi dưỡng bằng tiền, ăn học cũng phải tốn tiền, sữa tã cũng phải tốn tiền, sanh nở cũng phải tốn tiền. Anh nói thiệt, lúc mà sanh nở thì sao? Lúc sanh nở bé kia sao? Lúc sanh nở thì em có bảo hiểm, em có mua bảo hiểm cũng không có nhiêu tiền. Sanh không có tốn tiền nhiều. Nó còn ở với chồng nó. Dạ, lúc trước em có đi làm có lo được đúng không? Rồi sau này có tính lỡ kiếm thêm ông thứ ba không? Dạ, chưa. Hả? Dạ chưa. Chưa. Dạ. Lỡ rồi, dạ, lỡ nữa, ba. Chắc lỡ nữa. Dạ. Cái này bên mình là thiếu những cái lần nữa mà coi. Rồi bây giờ thời gian tới là dự định là vô làm công ty. Dạ.
nhưng mà giờ nộp hồ sơ chúng phải đợi được 2-3 tháng. Thì trong thời gian này mình bán số hả? Dạ, bán lãnh số bán. Mình đi bằng phương tiện gì? Dạ, em đi bộ, đậu xe ngoài nhà ngoại, em lội bộ đi bán. Em bồng con em đi hả? Dạ, em bồng buổi sáng thì có 10 giờ, 1 giờ em giao lại cho bà ngoại rồi em đi bán tiếp. Đi bộ hả? Dạ, đi bộ. Chứ đâu có xe gì hả? Dạ có, nhưng mà em muốn chạy xe, em chạy bộ. Xe gắn máy? Dạ. Xe gì? Dạ, xe em đậu đi. À, xe đó là có chồng em mua đó dạ, hay không, sao? Dạ không, em mua xe cũ lại. Nhiêu? Dạ, có 1.500.000. Mua 1.500.000? Dạ. Mua chạy, chạy tới chạy lui. Ừ. Hiện nay thì em có mong ước gì? Mong mấy anh giúp đỡ cho em vượt qua khó khăn này. Ừ. Có tiền nuôi hai bé nhỏ cho bé lớn nó đi, có tiền đi học. Bây giờ kiếm công việc cũng khó khăn quá. Rồi giờ hai bé nó không có ba nữa. Ừ. Không có ba giúp đỡ hay sao? Chờ, mong mấy anh giúp đỡ cho em vượt qua hoàn cảnh này, khởi nghiệp cho hai bé. Bây giờ là hiện nay còn ở trong túi còn được nhiêu tiền? Em còn được 50.000. 50.000. 50.000 là đi bán vé số hôm qua còn hay sao? Dạ không, tới bà mẹ em cho. Mẹ cho. Lớn lên bây giờ vẫn xin tiền mẹ, mẹ làm gì ra tiền? Mẹ nhín nhín và mẹ cho, tại mẹ giữ con chị hai hết được 500.000 đó, mẹ nhín nhín. Mẹ giữ con chị hai là tháng được 500. Dạ. Mẹ nhín ra cho. Hôm qua là bán số hôm qua là ăn hết rồi. Dạ, lo cho bé nhỏ mua cho nó là giấc sáng là 20 mấy ngàn, buổi chiều cho nó ăn nữa. Dạ. Nếu như á mà lỡ mà bé mà nó có trở bệnh như tại thời tiết này nè, thì lúc đó em nghĩ rằng mình sẽ xoay sở như thế nào? Dạ, ra mượn tiền chị hai xoay sở, rồi sao ông làm có tiền thì đưa lại cho chị hai. Thiếu chị hai hết nhiêu rồi? Dạ chưa, rồi em chưa có mượn, em mượn mấy chị trên kia không? Mượn mấy chú bèn chập quá. Thiếu hết nhiêu rồi? Em thiếu cũng vậy, cũng gần 500. Gần 500 mà. Em có nghĩ rằng là nếu như một trong hai bé mà nó có bệnh gì em có kinh phí đó em lo không? Ừ, chứ em không biết xoay sở. Em chưa nghĩ được tới đúng không? Dạ. Bây giờ chỉ ước muốn là hỗ trợ để mua sữa cho bé trong thời gian này thôi. Dạ, mua sữa, mua tã cho bé. Ừ. Em có thể đọc số điện thoại của mình cho cô bác của anh chị mà muốn giúp á. Dạ, cho em ghé điện thoại em coi số điện thoại. 28 0928 598 598 583 583. Em tên Hoa. Dạ em tên Hoa. Rồi hổng ngày không có sữa tả gì hết á. Dạ bé còn có chừng 10 mấy miếng tả hả? Còn 10 mấy miếng thôi. Dạ uống sữa tươi hay là sữa hộp mà? Sữa tươi sữa hộp bé uống không được. Em mua sữa về tập cho nó uống, mà nó uống có chút một chút. Hiện tại giờ bé uống sữa mẹ không? Dạ uống sữa mẹ với lại ăn. Ăn no rồi ngủ. Còn bé lớn thì... Bé lớn thì uống sữa. Dạ, sữa tươi. Bây giờ như thế này nè, mình cũng... lớn rồi. Mà đừng có nhiều lần lỡ như vậy thì tội nghiệp cho mấy đứa bé. Thật ra thì cũng cần, phụ nữ thì cũng cần một cái tấm chồng để mà nương tựa. Tuy nhiên thì... phải suy nghĩ kỹ khi mà sanh các bé ra, phải có trách nhiệm với nó. Nhiều khi mình thấy, em nói là thấy bé sót á, mà nếu như mà mình không có tiền, mấy bé mà có bệnh mình hỏi là không có tiền thì lo, thì lúc đó càng sót hơn. Thì cũng đã 2 lần rồi, anh chỉ muốn góp ý cho em là suy nghĩ cho thấu đáo, và anh chúc em sớm tìm được một cái công việc gì đó nó ổn định hơn, rồi cố gắng là nuôi hai bé phụ với mẹ, có thể gửi đi làm công ty hay là như thế nào cho các bé ăn học. Ngày hôm nay thì tụi anh đến đây đó để chia sẻ thước phim này lên, có cô chú anh chị nào đồng cảm được á thì có thể hỗ trợ cho em phụ cho các bé tiền sữa tã để vượt qua cái thời gian này. Cố gắng là đừng bao giờ lỡ nữa nghe. Rồi thôi bây giờ thì
anh thay mặt cho cô My ở Mỹ á, gửi cho em 1 triệu để em phụ với lại cho em 1 chai dầu nè, để sức vô cho các bé nha. Dạ em cảm ơn cô Bình cũng cô My nhiều lắm ạ. Ừ, giúp qua được cái khó khăn này ạ. Ừ, ngày chiều nay mua đồ về ăn đi, nhìn xanh xao quá. Rồi có lãnh số gì đi bán để dành từ từ. Dạ. Ha. Rồi thôi, một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác của anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn cô My đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như tất cả các mạnh thường quân. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.